Trước tiên thì mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Thái Hòa, hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối của Quân gia Hà Mặt của trường Đại học Hải Phòng. Đây cũng là một cái dịp phải nói là may mắn khi mình tiếp cận với cái chương trình học của công ty GM tổ chức với bác sĩ Nguyên. Đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn tới công ty GM cũng như lời cảm ơn chân thành nhất tới bác sĩ Nguyên cũng như toàn bộ ekip của bác. Đã tổ chức được khoa học Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Hy vọng trong tương lai sẽ có thêm những khóa học Việt Nam như này nữa. Đôi chút về đến cảm nhận của mình sau khi mà hoàn thành khoa của bác thì cái cảm nhận đầu tiên ấy, thì để nói rằng bác là một người rất là tận tâm và nhiệt tình đối với tất cả học viên. Không, bởi vì trong khoa học này thì có rất nhiều những đối tượng khác nhau như là các bác sĩ lâm sàng, các giảng viên của các trường đại học, đồng thời với cả những sinh viên nữa như mình, thì khi cảm nhận đầu tiên đó thì có là bác rất là tận tâm và nhiệt tình tất cả mọi người, không phân biệt ai cả. Cùng với đó thì mình cảm nhận được cái sự gần gũi và không khoảng cách của bác. Bác cũng trong suốt các bài giảng, các khi giờ học thì bác đều xin và nguyên là mọi người, gần như mình không cảm nhận được cái sự tốt đẹp. Chính vì vậy nên mình cảm thấy rằng là cái việc tiếp nhận kiến thức nó cũng chủ động hơn và nó cũng gần gũi hơn với mọi người. Bác cũng là một người phải nói là truyền cảm hứng rất là tốt, từ cách thúc giục động viên mọi người, gọi tất cả mọi người phát biểu trở đi thì mình thấy là mình tiếp thêm sức mạnh, thêm rất là nhiều cảm hứng cho cả công việc học và công việc thực hành lâm sàng sau này. Còn sau khi khóa kết thúc thì mình nhận thấy rằng những kiến thức của bác thì nó khác biệt phải nói là rất nhiều so với những gì học ở trường. Nó gần như là một cái quy trình khác biệt hẳn và nó dường như mình thấy là nó chú trọng hoàn toàn vào lâm sàng. Những cái mà lý thuyết tách thở thì nó cũng có nhưng mà không nhiều. Nó tập trung vào lâm sàng, tập trung vào những cái ca thành công, những cái trải nghiệm của bác từ xưa đến nay. Và mình nghĩ đó chính là cái khác biệt lớn nhất giữa khoa học này với các khoa học ở trường học. Có lẽ mình bật mí một chút nữa thôi, còn các bạn muốn biết cụ thể nó hay như thế nào thì mình cũng là khuyên chân thành rằng các bạn hãy đăng ký apply vào khoa học tiếp theo của bác. Mình đảm bảo rằng các bạn sẽ không hối hận.